là vào một đêm mưa gió rất là lớn và sấm sét cũng dữ lắm. Mưa rất là nhiều, nước đến đổi dâng lên là nói về núi Bà Đội này là sẽ có thể là ngập gần tới đỉnh núi luôn. Vào thời đó thì bỗng nhiên có một người ta thường nói là có một con quái vật xuất hiện đó, nhưng mà không phải là quái vật gì khác, là đó là một con rùa. Về mắt phàm mình thì nói là đây là một thanh đá rất là lớn, phải không? Nhưng mà thật ra đó là một con rùa do các chư thần ở núi đây, người ta dùng thần thông, Đức Phật hay là các chư thần dùng thần thông để mà quá giữ lại. Là một cái trận mưa không biết là do trời sắp đặt hay sao mà mưa gió là thời đó là rất là nhiều nước lên núi, đến nỗi mà nước mà ngập lên gần tới chân ông két luôn, Như vậy đó hả? gần tới cái cây mỏ ông két luôn đó. Cho nên cái loài rùa gắn rít như vậy nè, người ta mới nó mới bò lên trên đây được. Chứ nghĩ hỏi quý vị nghĩ sao, tại sao nguyên một con rùa mình lại nằm ở trên núi đó? Mình là gùa thằng quá đá vậy ha, gùa Đó thằng là quá nó đá. cũng như giống như là các chư thần quá cái hình ảnh, quá một cái con vật đó làm lại là như đá. Mình Bò lên đây có quý nghĩa vị hỏi đây là nè, đây này quý vị nói, ví dụ như quý vị đây không tin nước tại sao lên tới trên đây, vị xin mời vậy quý vị qua bên bờ bên kia, bên Sơn Tiên, thấy không? Bên Sơn Tiên có những loài cá đó, cũng các chư thần, phải không? Tại sao cá voi hoặc là cá, như mình nói là cá voi hay là cá mập đi chăng nữa, rồi con ếch nó, rồi rắn nó, thì những cái loài mà ở dưới nước mà tại sao nó ở trên núi trên non, đó là ngày xưa. Sau này đó theo lời của Đức Thầy có nói đó là sau này đó là thú dữ đó ở trên núi nó xuống nó tha dương trần. Vậy chứ hỏi vậy chứ là thú đó là những con gì? ở dưới bụng của ông thần Kim Quy. Ồ, dưới đây người ta nói trên này có khi còn ẩn này kia dưới đó. Cái chỗ này mình không nên tiếp xúc lại gần, tại nó còn quá nguy hiểm. Tại chỗ này nó còn quá nguy hiểm, không 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 nên tiếp xúc lại gần. Tại vì mình nói thì phải nói ha, nhưng mà cái chỗ đó đó là những cái hang đó đó, bây giờ nó lại còn những thú hiện tại giờ. Hiện tại giờ thì cái hang đó là đi thẳng xuống tới ngay chỗ mà cấp đầu tiên tôi với đại gặp tại đó luôn đó. Ủa vậy hả? Là cái hang này lọt dưới luôn hả? Đi chui đi thẳng xuống dưới luôn đó. Nhưng mà ngày xưa đó là có ông kia kìa, ông Bòn, ông là người dân tộc, ông dẫn hai con chó đi chung với ông, đi lên trên này nè, đi vô sâu quá thì con chó nó chạy vô rồi là mất tiêu một con chó luôn, rồi ổng dẫn một con chó ổng trở lại. Chư thần ở phải không? Chư, bên cái cổng đó là bên chư thần, còn bên đây là tiên đó. Ở chỗ chị Bồ Tát hồi nãy hả? Là chỗ chị này chỗ nó. Sau lưng đó là có cái hang đi dẫn lên trên Từ Kim hang ở Quy. trên thằng Kim Quy này xuống chỗ mà chị Bồ Tát ở dưới có thang thông tới dưới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hiện tại là Hoài Thương đã có mặt tại thằng Kim Quy các bạn. Thằng Kim Quy là một cái địa điểm ở trên núi Bà Đội Ôm ha. Thì Bà Đội Ôm đây, Sơn Tiên qua đây, Cửu Quyền Bà Đội bên này. Thì chúng ta thấy đây là thằng Kim Quy. Bạn thấy không? Giống cái gì không ạ? Thì các bạn chúng ta hãy cùng xem và tìm hiểu về thằng Kim Quy này như thế nào và ra sao ha. Thì với một cái sư huynh cùng đồng hành với Hoài Thương trong cái chuyến này nha các bạn. Nhưng rồi sư huynh ơi, sư huynh cho hỏi là thằng Kim Quy này là như thế nào sư huynh? Xin giới thiệu với quý các bạn ha, đây là thằng Kim Quy là ở bên núi Bà Đội ha. Như tượng trưng như vậy, đây đây là một tảng đá lớn, nó có cái mô hình là giống như một con rùa, người ta thường gọi là thằng Kim Quy. Nhưng mà tại sao có một tảng đá lớn như vậy, là cái mẫu tích nó là ngày xưa thời ông Cử Đa đó, là trước trước kia là vào một đêm mưa gió rất là lớn và sấm sét cũng dữ lắm,
mưa rất là nhiều, nước đến đổi dâng lên là nói về núi Bà Đội này là sẽ cũng sẽ có thể là ngập gần tới đỉnh núi luôn. Vào thời đó thì bỗng nhiên có một người ta thường nói là có một con quái vật xuất hiện đó. Yeah. Nhưng mà không phải là quái vật gì khác, đó là một con rùa. Yeah. Về mắt phàm mình thì nói là đây là một thanh đá rất là lớn, phải không? Nhưng mà thật ra đó là một con rùa do các chư thần ở núi đây người ta dùng thần thông, Đức Phật hay là các chư thần dùng thần thông để mà quá giữ lại, chứ không để cho những cái loài vật lớn quá mà sống trà trộn với chúng sanh mình được. Cho nên các chư thần dùng thần thông nhốt lại những cái con vật, dù đó là vật chi đi nữa, phải không? Con nhiều con lạ lạ đi chăng nữa cũng ngài cũng dùng thần thông để mà biến hóa cho loài vật ấy đã nằm yên. Yeah. Trước kia đó là một cái trận mưa, không biết là do trời sắp đặt hay sao mà mưa gió là thời đó là rất là nhiều nước lên núi, đến nỗi mà nước mà ngập lên gần tới chân ông két luôn. Như vậy đó hả? Gần tới cái cây mỏ ông két luôn đó. Cho nên cái loài rùa gắn rít như vậy nè, người ta mới, nó mới bò lên trên đây được. Chứ nghĩ, hỏi quý vị nghĩ sao, tại sao nguyên một con rùa mình lại nằm ở trên núi? Dạ, yeah. Mới là rùa thằng quá đá vậy ha, rùa yeah, thằng quá đá. Như, giống như là các chư thần quá cái hình, quá một cái con vật đó, làm yeah. lại là như đá, mình mắt phàm thì mình dòm nó là đá. Dạ, yeah. Nhưng từ sao, đâu bay về hay gì sao huynh? Thì lúc đó đó thì mưa gió nó rất là, nước rất là nhiều. Đến yeah. đổi mà nước nó gần tới cái mỏ ông két thì huống chi núi Bà Đội này đã thấp. Thì lúc ấy là nước lên tới đây thì vậy đó quý vị à. Chứ không phải là dùng bùa phép hay thần thông gì mà bay về đây đâu. Thật ra là như vậy. Bò lên đây có nghĩa là... Hỏi đây nè, đây nè, quý vị nói, ví dụ như quý vị đây không tin, nước tại sao lên tới trên đây, vậy xin vậy. Mời quý vị qua bên bờ bên kia, bên Sơn Tiên, thấy không? Bên Sơn Tiên có những loài cá, nó dạ. cũng các chư thần, phải không? Tại sao cá voi, hoặc là cá, như mình nói là cá voi, hay là cá mập đi chăng nữa, rồi con ếch nó, rồi rắn nó, thì những cái loài mà ở dưới nước mà tại sao nó ở trên núi trên non? Đó là ngày xưa mưa gió bão bùng nước nó rất là nhiều, nó vào cái thời trước kia đó là nước nó rất là nhiều, cho nên có những cái con thú vật như gì. Về mắt phàm mình á thì mình giờ mình cho là một cái hình ảnh là đá thôi, chứ thật ra mà sau này mà ví dụ như sau này cái thời sau này đó huynh là có gì không? Nếu mà thời sau này đó theo lời của Đức Thầy có nói đó là sau này đó là thú dữ đó ở trên núi nó xuống nó tha dương trần, vậy chứ hỏi vậy chứ là thú đó là những con gì? Như vậy quý vị đã ngẫm nghĩ coi có phải là những con như thế này hay không? Đó. Nó tha dương trần mà nó tha là những cái người gọi là hung ác cái này rồi, kia nó đó tha ha. Những cái người hung ác, mấy người không tu niệm, nó không biết gọi là trời Phật như thế nào, hay là không biết thương loài người mình như thế nào. Dạ. Những người đó là thú dữ nó sẽ hành hung hết. Dạ. Đó. Còn người tu niệm biết ăn hiền ở lành, biết ăn chay niệm Phật, đó giờ làm các việc thiện thì thú ấy nó sẽ gặp nó cúi đầu và có thể nó cổng mình, ví dụ như lúc sau này có trận phong ba biến chuyển đó thì thú ấy nó có thể là nó cổng mình đi luôn đó, nó cổng mình về những cái chỗ an lành của Đức Phật. Giờ vì cái mẫu chuyện đến đây đã xin tạm dừng. Chúng ta sẽ đi vòng vòng xem cái thằng đá rùa thằng Kim Quy là như thế nào ha. Ta sẽ đi lên đây nhìn xuống ha, rất là đặc biệt luôn. Cái trên này nha, hai cái đầu này ha, cái này là cái đầu, có cái phần ra luôn. Còn cái này là cái mai rùa ha, cái mai cái thằng Kim Quy này. Cái tảng đá rất là đặc biệt nha các bạn, quá ngộ luôn.
này lấy mà không muốn thấy hết nữa, tại vì hơi lớn nè, đá này lớn. Mình đi dài dài xuống dưới đây nè. Ủa trong đó nó có hang hay gì kìa sư huynh? Ở bên này nè, bên này nè. Gì hả? À, mình đi vô đây coi thử coi. Ủa có hang nữa kìa. Kẻ đá mà bự quá vậy. Có thờ dưới đây nè sư huynh. Có thờ nữa ha. Ở dưới bụng của ông thằng Kim Quy. Ủa dưới đây người ta cũng mấy quá kìa. Này khó đi ha. Hơi khó đi xíu. Có cái kẻ thôi. Dạ. Có mũi tên đi xuống này kia nữa kìa. Người ta nói ở trên này có khi con ẩn này kia ở dưới đó. Hỏi là cái chỗ này mình không nên tiếp xúc lại gần. Dạ. Nó còn quá nguy hiểm. Dạ. Nó còn quá nguy hiểm. Không nên tiếp xúc lại gần. Dạ dạ dạ. Tại vì mình nói thì phải nói ha, nhưng mà cái chỗ đó đó là những cái hang đó đó, bây giờ nó đang còn những thú hiện tại giờ. Dạ. Hiện tại giờ thì ví dụ như là gắn rít bây giờ hiện tại cũng như con bự con nhỏ cũng có. Dạ. Nó ở trong hang có thể nó chui ra bất cứ lúc nào thì mình không nên tiếp xúc gần. Dạ. Thì mình lên đi. Chứ mình nếu mà mình lại đó mình gần đây hoài thì nó rất là nguy hiểm cho bản thân mình. Dạ, dạ, mô phật đi. Có những chỗ nên tiếp xúc gần, còn có những chỗ cũng không nên tiếp xúc gần. Dạ dạ. À, mình làm lễ thì cái mình đi ha. Ừ. Sư huynh rất là am hiểu. Sư huynh cầm máy. Cái hang đó là đi thẳng xuống tới ngay chỗ mà cấp đầu tiên tôi với bà, tôi với đại gặp tại đó luôn đó. Ủa vậy hả? Ừ. Là cái hang này lọt dưới luôn hả? Đi chui đi thẳng luôn dưới luôn đó. Nhưng mà ngày xưa đó là có ông kia kìa, ông Bòn, ông là người dân tộc. Dạ. Ông dẫn hai con chó đi chung với ông. Dạ. Đi lên trên này nè, đi vô sâu quá thì con chó nó chạy vô rồi là mất tiêu một con chó luôn, rồi ổng dẫn một con chó ổng trở lại. À. Đó. Là... nhiều cái hang đó ở dưới lúc trước đó, ở dưới đó là mấy ông hổ ở bên núi Cấm. Dạ. Đi qua đó rồi chui vô đó rồi đi luôn đó. Dạ, đi luôn lên đây hả? Ừ. Mấy ông hổ rồi ta chui luôn vô trong đó, trong hang đó, trong hang đó. Là cái hang dưới đó là cái hang ở chỗ nào ta? Như chỗ bên 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 phải mà bên trái mình á, bên kia là chư thần ở phải không? Chứ yeah. Bên cái cổng đó là bên chư thần, còn bên đây là tiên đó. Ừ. Chỗ chư Bồ Tát hồi nãy hả? Ừ. Là chỗ chị này chỗ nó. Sau lưng đó là có cái hang, cái hang đi dẫn lên trên. Từ hang ở trên thằng Kim Quy này xuống chỗ mà chư Bồ Tát ở dưới có thang thông tới dưới. Ừ. Mô Phật ạ. Mà sau lưng ở chỗ mà chị Bồ Tát chỉ nghe người dân tộc đó nói lại thôi, là dạ. Người dân tộc đó chính là người dân tộc đó đi á, là người ta dùng này á ha. Ừ, người dân tộc đó là hiện giờ khoảng chừng 55 tuổi ha. Dạ, là cũng mới đây rồi. Ừ, mới đây rồi đi đó là mắt thanh con chó rồi trở lại luôn. Thì như vậy là người ta có chui vô hang này rồi hả? Có chui vô hang này hai con ở dưới đi lên, ở dưới đi lên hai con. Ừ. Tại vì ổng có nói là lúc trước đó là ổng có từ ở dưới cái đường đó thì nó hơi khó đi, nhưng mà đi đường hang thì nó dễ. Dạ. Đó, đi đường hang thì nó dễ, thì ổng ở dưới ổng đi chui lên trên này.
nó ổng lên trên này ổng mới lấy đồ gì trên này đó. Dạ. Rồi ổng đi đường hang đó. Mà đi hay mắt hơn con chó. Đi mắt hơn con chó. Rồi ổng đi lên luôn hay gì hay là ổng quay ra? Chuyện là ổng nói là mắt một con chó thôi chứ ông không có kể là cái sự việc lý do sao mà mắt một con chó. Dạ. Ừ. Rồi ổng mà ổng dẫn hai con đi đó rồi ổng về ổng có con một. Dạ. Là ông quay ngược trái ga lại ha? Quay ngược trái ga lại chứ không, không dám đi lên nữa đâu. Ừ. Thì ông có hé lộ là nói trong đó, đó có những cái con rắn độc rất là nhiều. À. Nó rồi ông không dám đi nữa thôi. Ừ. Tại vì cái hang thường thường là ít có ai đi á. Dạ. Thì không dám đi thường. Dạ. Ví dụ mình đi tới đi lui thường có cái hơi người mình á. Thì ví dụ như mấy con rắn đồ kia nó ở thì nó cũng núp cái cách chỗ khác. Còn lần này ít người đi quá thì những cái chỗ đó là những cái chỗ của rắn ở. Rắn rít ở. Những con thú dữ đồ kia nó ở. À. Ừ. Thì núi này thì... Nó có còn nhiều cái quyền bí lắm, không dám đụng chạm tới luôn. Dạ. Ngoài thương xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta, nếu thấy video này được hay thì hãy nhớ để cho một like và cũng như đăng ký kênh YouTube này của mình để ủng hộ mình, chúng mình cũng được làm video tiếp theo cho bạn chúng ta cùng xem. Và cũng như thấy video này hữu ích hãy nhớ chia sẻ video này ra rộng rãi, nhớ đón xem video tiếp theo trong cái chuyến này của mình, rất là nhiều điều quyền bí và ly kỳ hấp dẫn, kính mong quý vị và bạn ta đồng hành. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video này và cũng như ủng hộ Hoài Thương. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.